Tìm bạn ở đường dưới đâu hết rồi nhỉ? À đây, sổ một combo kìa, dồn sát thương, mệt chưa? Tự làm tự ăn thôi anh em, lên đường trên, Aulus ở đây, dồn sát thương, hướng này đúng không bạn? Chứ bên này là có cái con Florin support, trời ơi, dồn sát thương kìa, trắng cây máu. Đường dưới, hết choáng đúng không? Hết choáng đúng không bạn ơi? Tự làm tự ăn luôn. À, góc này vào kiểu gì ta? Không biết con Angela có nhập hồn vào tôi không nữa anh em ạ. À, nhập rồi à? Thế đi chờ hồi chiêu này. Đứa đầu tiên, một combo nhất kích tất sát. Đứa thứ hai, con vạch Sana. Đứa thứ ba, tốc biến đi nhưng chạy kiểu gì hả bạn ơi? Ừ, đánh mình nữa đi, shut down luôn này. Và đứa thứ tư, ê, cơ mà, khoan đã anh em ạ. Anh em thấy cái con Karina lên phép chất đúng không anh em? Thế anh em nào có còn nhớ một cái con Karina lên tanh không anh em? Hoài niệm nhờ. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Topmỡ. Và như tiêu đề của video clip, chúng ta sẽ cùng thử khám phá xem là một cái con Karina lên full tank thì ở meta hiện tại nó có chơi được không anh em nhá. Thì anh em đều biết rằng là ở trong quá khứ thì Karina có một cái giai đoạn trong cái bối cảnh mà những cái món trang bị thủ ý, nó đang không có bị giảm sức mạnh đi quá nhiều, thì những cái vị tướng sát thủ đi rừng cũng đã từng có một cái giai đoạn tụi nó phải lên tank và tận dụng cái nội tại của nó để mà có thể vừa làm cái chất tướng đỡ đòn chống chịu, vừa làm cái chất tướng gây sát thương ở trong phần rừng. Thì Karina hồi xưa, ngày xưa ấy, nó sẽ cũng có được cho mình một cái lối chơi, đấy chính là vừa lên đam vừa lên tanh, và thậm chí là cái lối chơi Karina tanh nó còn hiệu quả hơn rất nhiều so với cái lối chơi Karina đam hồi đó. Khi mà một cái con Karina lên full sát lực ấy mà lao vào không kết liễu đi được kẻ địch thì có thể sẽ lên bảng điểm số, hoặc thậm chí là kết liễu đi được kẻ địch rồi nhưng mà không thể tiếp tục cái chuỗi combo mình, bởi vì sẽ phải đổi mạng khi mà bên phía của team bạn đều là những cái chất tướng mà có thể nói là rất là cứng, rất là trâu, mà tụi nó lại còn có đam cơ. Và vì thế cho nên ở trong video clip này ngày hôm nay, Mỡ sẽ mang đến cho anh em một chút hoài niệm về quá khứ với một cái lối lên đồ của một cái con Karina tanh ở meta mùa giải thứ 34 anh em nhá. Thì để mà chơi được cái con Karina tanh này thì Mỡ đã chơi thử cái con Karina lên full sát lực rồi, và Mỡ đã có một cái trải nghiệm riêng rằng là cái con Karina lên đam mùa này công nhận là nó vẫn mạnh thật, bởi vì Karina vốn từ trước đến giờ là lên thuần đam mà anh em. Và ở trong ván thi đấu thứ hai, Mỡ sẽ lên một cái con Karina lên tanh với những cái món trang bị bảng ngọc Mỡ sẽ để đầu video clip. Còn trang bị thì Mỡ đã để ở góc dưới rồi, và bây giờ lao ra dồn sát thương. Mục tiêu của Mỡ ở đây đó chính là cái con bài Terisla, sát thương đã được dồn vào, và dĩ nhiên trong tình huống này thì 3-1 không trộn thì chắc chắn là Terisla sẽ phải què rồi anh em ạ. Và đó là mạng hỗ trợ đầu tiên đến từ vị trí của Mỡ ở trong cái ván đấu này. Thì cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của một cái con Karina lên tanh thì hẳn rằng anh em cũng đã biết rồi đúng không? Mỡ cũng chẳng cần phải chia sẻ quá nhiều. Ưu điểm của con Karina lên tanh ở đây là châu bò khó bị hạ gục. Đấy, những cái tình huống mà team bạn lao vào dồn sát thương thì chắc chắn là với những cái chiêu cuối nhỏ lẻ thì Karina chắc chắn là sẽ không thể lên bảng điểm số được cả. Đấy, nhưng mà nhược điểm của Karina thì chắc là anh em cũng đã thấy luôn rồi, mà không cần phải chia sẻ thêm. Đó chính là cái con Karina lên tanh ấy, thì cái lượng sát thương đầu ra của nó sẽ ít hơn rất nhiều so với một cái con Karina lên đam. Và để mà cho một cái con Karina lên tanh nó có đam ấy, đó là nó chỉ có thể dồn sát thương lên những cái chất tướng mà tụi nó còn đang ít máu thôi anh em hiểu không? Bởi vì nội tại của Karina là nó sẽ gây sát thương chuẩn tương ứng với cái lượng máu mà mục tiêu đó còn càng ít máu thì cái lượng sát thương chuẩn mà Karina gây ra nó càng lớn. Đấy, vì thế cho nên là chắc chắn với một cái con Karina lên tanh thì chúng ta sẽ cần phải đánh cùng với cái người đồng đội của mình, chứ không thể nào mà solo giống như là một cái con Karina lên phép cả. Và dĩ nhiên khi mà một cái con Karina lên tanh mà đi cùng với những cái người đồng đội châu bò của mình thì chắc chắn nó sẽ là những cái tình huống giao tranh rất dễ dàng và có lợi thế dành cho anh em. Nhưng anh em sẽ cần phải đối mặt với một cái vấn đề ý. Đấy chính là một cái con Karina lên tanh, anh em sẽ rất khó để mà ăn được mạ gục, bởi vì cái lượng sát thương của nó sẽ thấp đi rất nhiều so với một cái con Karina lên phép, được chưa ạ? Rồi, và ở trong cái set build này thì Mỡ cũng muốn test thử một cái món trang bị mới dành cho Karina, đó chính là cái món trang bị Đai Lưng Thần Sấm. Và để mà cho Karina có một chút sát thương ý, thì Mỡ sẽ cầm cho cái vị tướng sát thủ này một cái thiên phạt kiếm. Và về late game, Mỡ hoàn toàn có thể bán cái thiên phạt kiếm này đi để mà đắp thêm một cái món đồ tanh nữa. Tức là Mỡ sẽ lên cái thiên phạt kiếm ở giai đoạn đầu game để đảm bảo cái lượng sát lực thôi. Và ở đây dồn sát thương này. Đấy, anh em thấy không? Bình thường là con Valentina cút rồi đấy anh em. Nhưng phải đến nhịp thứ hai. Ơ kìa, bạn Hằng Nga lại lấy đi cái mạng đầu tiên của Mỡ trong cái ván đấu này rồi.
Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy là khả năng chống chịu của cái con Valentina này nó sẽ rất là trâu. Anh em nhìn vào lượng máu ở thời điểm hiện tại của nó kìa, nó đang có khoảng cỡ 5.000 máu. Đây là một cái con số máu tương đối nhiều so với một cái chất tướng sát thủ mà kiểu lao vào giao tranh như là Karina. Thậm chí là máu của mỡ còn nhiều hơn cả máu của Franco gây anh em ạ. Rồi xuống đường dưới ganh đến từ vị trí của mỡ và Franco, có cấm điện tử thần được dựng ra đến từ Terisla nhưng bị áp chế và sau đó bị dồn sát thương. Tôi lại không có mạng với anh em ạ. Đam của con Karina này nó bé vãi cả trường luôn đi anh em ơi. Ảo thật đấy. Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì mỡ cũng đã có được những cái tình huống đi ganh đóng góp những cái pha giao tranh ở trên toàn bản đồ, khi mà liên tục lên đường trên, ra đường giữa và kèm theo đó là cũng đã xuống đường dưới. Thôi thì mình cũng đã đóng trọn vẹn những cái gọi là những cái công sức cũng như là nỗ lực rồi. Trận đấu này mỡ sẽ lên cái món trang bị giày dũng sĩ anh em nhé, bởi vì là bên phía của team bạn có khá nhiều những cái chất tướng gây sát thương vật lý và chỉ có duy nhất một mình Valentina là gây sát thương phép mà thôi. Đấy, vì thế cho nên là lúc này mỡ cũng đã đủ hai món trang bị rồi. Mỡ có thể là sẽ hướng lên cho mình đó là cái tinh hoa nóng chảy, một cái món trang bị mà vừa một cái mảnh trang bị thì đúng hơn, vừa tăng cho Karina máu và kèm theo đó là có thiêu đốt xung quanh để giúp cho cái cô nàng sát thủ này sẽ có thêm đam khi mà chúng ta đứng cạnh các thành viên đến từ bên phía của team bạn. Thì khi mà chúng ta lên đai lưng này thì anh em có thể nhìn thấy Karina là một chất tướng lao vào đúng không anh em. Chúng ta có thể giữ chân kẻ địch lại trong thoáng chốc và qua đó có thể tiếp tục cái chuỗi combo dồn sát thương đến từ cái vị tướng sát thủ này. Đấy, nhưng mà ở thời điểm hiện tại KDA của mỡ nó cũng đang gọi là hơi theo thiên đường hỗ trợ anh em ạ. 003 sát thương ở giai đoạn đầu game nó đang là chưa có để mà có thể last hit và chúng ta sẽ cần phải chờ đồng đội. Ôi một pha kéo chuẩn đến từ vị trí của Franco này, lao vào dồn sát thương tốc biến đến từ Popo nhưng mỡ đu theo. Và đây là cái mạng đầu tiên của mỡ có được ở trong cái ván đấu này. Trải qua 5 phút chơi game, cuối cùng ở thời điểm hiện tại mỡ cũng đã có được cho mình đó là cái chiến công đầu của riêng mỡ rồi. Đấy, nhưng mà bù lại thì mỡ rất là trâu nhá. Và những cái đứa như là Hayabusa bây giờ mà kiểu nó có ý định lao vào mỡ là chắc chắn nó sẽ phải từ bỏ ý định. Bởi vì anh em nhìn máu của mỡ kìa, lượng máu của mỡ thì hiện tại đang là 6.000 máu rồi. Và dồn sát thương có tốc biến đi nhưng mỡ giữ lại được cái chiêu cuối sẽ là đu theo dồn sát thương, kèm theo đó là cái chiêu vạn huyết tế. Nhưng mà mỡ vẫn sẽ lao vào để cho nó bỏ cẩn như anh em. Nhỡ bằng một cái tình huống nào đó tự nhiên có con Angela nó lại chạy ra hoặc là nó nhập vào thì thôi đúng là sôi hỏng bỏng không luôn. Và đây là mạng thứ hai rồi, Hayabusa có mặt ở đây nhưng mà anh ta cũng có dám dồn sát thương vào mỡ đâu. Vâng, anh ta nhìn thấy mỡ là anh ta ôi vãi nổi. Ừ, ulti nhưng tầm này ulti mỡ mất bao nhiêu máu đâu. Nhưng mà con Terisla nó đến, trời ơi thôi thế thì chịu rồi anh em ạ. Tưởng là có con Hayabusa kèm theo đó là có con Angela nhưng nó vác thêm cả thằng Terisla đến và mỡ lên bảng điểm số trong tình huống vừa xong. Ôi team bạn lúc này dắt nhau được về này, bởi vì có Angela kèm theo đó là cái bình nữa ốc đảo. Ui team bạn trông nhìn uy tín biết chơi đây anh em ạ. Đứng giữa có một cái pha sấy mưa tinh thạch đến từ vị trí của đó là Hằng Nga. Mỡ lao vào dồn sát thương nhưng có cái phản kích rồi. Franco kéo ra được thì chắc chắn sẽ là lên bảng điểm số đến từ vị trí của Terisla trong cái bối cảnh mà máu của anh ta đã quá thấp và mỡ đã kích được cái nội tại để mà kết liễu đi được anh ta rồi. Và mang về mạng thứ ba của mỡ. Tiếp đến đường giữa thì sao? Hayabusa anh ta tìm kiếm được vào vị trí của đó là Hằng Nga và đang là truy kích cô nàng này ở trong trụ đầu tiên. Sau đó anh ta giật được về thành công. Thôi tầm này thì mỡ sẽ tiếp tục đi lấy rùa thôi. Combo vừa xong của Hayabusa chắc chắn là phải mất đi cho mình đó là cái trừng phạt rồi. Và vì thế cho nên mỡ sẽ có được cho mình đó là con rùa thứ ba trong cái ván đấu này. Đường trên Franco lại kéo được chuẩn và mỡ sẽ di chuyển lên, tăng tốc độ di chuyển đến từ chiêu 1 và sau đó lao vào đến từ cái chiêu cuối dồn sát thương mạng thứ tư. Tính ra là cái lượng sát thương của Karina tanh vẫn có nha. Áp chế đến từ Franco và shut down đi được con bài Hayabusa này, mang về 440 tiền. Đấy, lúc này là anh em đã bắt đầu thấy được một cái con Karina vừa tanh vừa đam đã bắt đầu được hình thành rồi. Anh em nhìn cái lượng máu của nó kìa. Lúc này thì Karina đang có được cho mình 7.000 máu. Đấy, lúc này là nó đã vừa tanh và vừa có đam rồi. Và vì thế cho nên cái thời điểm này thì mỡ có thể đánh giá với anh em là ở giai đoạn giữa và late game ý, một cái con Karina lên tanh ý, nó sẽ có một cái lối chơi an toàn hơn. Có thể nó sẽ thiếu hụt đi một chút sát thương và nó sẽ không có được cái lượng đam đột biến. Nhưng về cơ bản cái lối chơi của nó an toàn hơn là rất nhiều anh em hiểu không? Lao vào này nhẹ nhàng easy có mạng đến từ đó là cô nàng Angela. Và tầm này thì cứ thoải mái chơi cùng với những cái người đồng đội của mình thôi. Chiêu cuối cùng mỡ được kích hoạt nhưng Hayabusa anh ta dùng cái bí kíp ảnh tràm để mà né đi được cái lượng sát thương đến từ chiêu cuối và sau đó anh ta lùi về. Tuy nhiên là Popo nên Koopa không được may mắn đến là như vậy. Đấy thì sau khi mà chơi đến đây thì cá nhân mỡ cho rằng nhá là con Karina ở thời điểm hiện tại anh em lên tanh vẫn rất ổn. Anh em sẽ có được cho mình đó là cái khả năng chống chịu tuyệt vời, kèm theo đó là những cái tình huống lao vào giao tranh cùng với những cái người đồng đội của mình. Và nếu như mà cái địch nó không để ý, tụi nó hoàn toàn có thể bị kết liễu bất kỳ lúc nào với cái combo sát thương chuẩn đến từ cái em Karina này. Những nhược điểm ở đây là giai đoạn đầu game, nếu như mà team của anh em mà không xanh ý, bản thân anh em không xanh thì anh em sẽ không có đam, anh em hiểu không? Còn về late game là chúng ta điên đâu là có mạng đến đấy rồi. Đấy, cho nên là ở giai đoạn đầu game nếu như mà anh em cảm giác là anh em có thể lao vào dồn sát thương kết liễu đi được các thành viên đến từ bên phía của team bạn mà có mạng ý, thì anh em lúc đó có thể cân nhắc chơi theo kiểu gọi là sát thương phép hoặc là lên theo kiểu full tank. Còn lúc này thì mỡ vừa có đam vừa có khả năng chống chịu một con Karina 8.000 máu như thế này
thì team bạn ăn nhầm đánh đấm cái gì nữa, mở tiện đường lấy đi công tác của cái con bùa đỏ trong phần rừng của Hayabusa, và sau đó sẽ chuẩn bị hướng ra để lấy đi cho mình đó là cái con lord đầu tiên ở trong cái ván đấu này, và kèm theo đó là có thể dẫn dắt ép nhà đến từ bên phía của team bạn để mà end game. Đầu game thì Hayabusa bên phía của team bạn rất xanh, anh ta ăn được 6-7 mạng, nhưng vấn đề là anh ta chỉ lấy đi được mạng của những cái chất tướng máu mỏng đến từ bên phía của team mỡ thôi. Còn lại những cái chất tướng mà kiểu như kiểu con Karina, anh em có thấy Hayabusa đi ganh đầu, mỡ thậm chí còn lao vào bụi này. Có Hayabusa ở đây, ui anh ta ulti mỡ thì lúc này tầm này là bao nhiêu sát thương đây. Và đó là một tình huống bị khống chế kết liễu hạ gục đi được, đó là Hayabusa. Tiếp đến ở đây là Angela, nhưng Angela chạy nhanh quá các ông ạ. Angela chạy mất hút con mẹ hàng lương luôn rồi. Và mỡ thì ok, để cho Angela về thôi. Lúc này KDA của mỡ đã là 814 rồi. Một cái KDA như mỡ đã chia sẻ với anh em rồi, nó không hề là quá đột phá đúng không anh em, nhưng bù lại thì nó sẽ có được cho mình một cái lối chơi rất là an toàn. Và đặc biệt ở meta này thì những cái món trang bị tanh thì nó còn có cho mình đó là cái đai lưng thần sấm nữa. Vì thế cho nên cũng khá là phù hợp với một cái cô nàng sát thủ cần giữ chân kẻ địch, qua đó đánh thường, kèm theo đó là dùng skill để mà có thể kích được cho mình đó là cái nội tại gây sát thương chuẩn và làm chậm kẻ địch đi được. Rồi bây giờ thì mỡ sẽ lên cho mình đó là cái mũ luôn, lấy cái mũ để thêm máu, gia tăng cái lượng máu, gia tăng thêm khả năng chống chịu đến từ cái con Karina này, và sau đó chờ lót ra và chúng ta có thể kết thúc cái ván đấu này tại đây, trong cái bối cảnh mà bên phía của team bạn lúc này chắc là tụi nó không đủ sát thương để mà hạ gục đi được mỡ đâu. Nhưng bên phía của team mỡ đã đánh nhau ở cùng đường giữa kìa, anh em ơi chờ tôi anh em ơi, mỡ chỉnh lại đồ nhờ. Rồi ôi tao Hanabi cút rồi, ui kèo đến từ vị trí của Minzita, nhưng lúc này Minzita lấy đâu ra đa mở phản kích lên thì ôi góc này không vào được rồi anh em ạ. Góc này thì chịu, góc này thì với cái việc mà team mỡ mất đi 3 người mà team bạn còn đầy đủ cả 5 thành viên như thế này thì vào đánh kiểu gì. Thôi có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chờ một nhịp khác trong cái lúc mà team mỡ ra đầy đủ cả 5 thành viên, và sau đó lúc đấy chúng ta bắt đầu mới đánh. Tầm này đánh nhau chịu ơi anh em ạ, không vào được. Mỡ thì không phải là một cái con Karina lên full dam, bên cạnh đó kể cả có lên full dam ở trong cái tình huống vừa xong cũng chẳng vào được, bởi vì team bạn còn có con Terisla, tụi nó còn có bình nước ốc đảo, nhưng vào được đến từ vị trí của Popo Nikuba này. Một combo lên bảng điểm số luôn không nói nhiều. Phía bên này thì ui cấm địa tử thần dựng ra, thôi xong rồi, sao con Hayabusa ở trong bụi ta, ui 4-1 à, bạn Funko bạn chạy trước rồi, đậu xanh rau muống. Bỏ bạn vừa lờ không, tình huống vừa xong thật ra là bỏ thì cũng phải bỏ thôi anh em ạ, bởi vì rõ ràng là cái khả năng mà Franco đứng lại rồi lên bảng điểm số ở trong tình huống vừa xong luôn nó cũng là cái điều mà anh em có thể nhận thấy được, chứ cũng không có đam để mà có thể kết liễu đi được những cái chất tường màu cực đấy, như anh em có thể nhìn thấy đúng không. Bây giờ mỡ lao vào cái con Terisla nó cũng đã cầm khiên rồi đấy, cho nên là đôi khi chúng ta lên full sát lực kiểu nó cũng sẽ có những cái tình huống mà chúng ta lao vào cũng không kết liễu đi được kẻ địch đâu, bởi vì Terisla nó cũng đã lên full sát lực rồi, à quên mất, Terisla nó cũng đã lên khiên rồi, và vì thế cho nên là nó cũng không có chết trong một nốt nhạc anh em ạ. Nhưng ở đường trên một lần nữa team của mỡ sẽ hướng lên và vào vị trí của đó là Poponen Kupa, tốc biến đi, nhưng mỡ đu được theo dồn sát thương, có combo kích được cho mình đó là cái chấn xung kích để mà hạ gục đi được đó là cái vị tướng Poponen Kupa. Và bây giờ thì mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ này. Đường giữa đang có giao tranh, chúng ta cần phải tránh cái cấm địa tử thần đến từ Terisla anh em nhá. Đang là dồn sát thương, lúc này Terisla mỏng anh em này, nhảy vào anh em nhá. Rồi chỉ một combo kích sát thương chuẩn kèm theo thiên phạt kiếm, và đó là mạng thứ 11 đến từ vị trí của mỡ. Valentina copy được chiêu cuối của hàng Nga, nhưng khả năng thủ đường đang là không đáng kể. Phía ở trong nhà chính bên phía của team bạn còn Haya đu ra bí kíp, anh chàng rất nhanh tay, anh ta sợ bị Franco áp chế, nhưng sớm hay muộn cũng bị áp chế thôi. Mạng thứ 12 của mỡ, mạng thứ 13 của mỡ, và đây là mạng thứ 10. Ấy cũng được rồi, nhưng dù gì đi chăng nữa ván đấu này cũng đã kết thúc tại đây rồi. Đấy, trên đây là video clip mà mỡ đã chia sẻ cho anh em về hai cái lối chơi của Karina, lối chơi full sát lực và lối chơi full tank. Lối chơi nào thì tùy cách anh em chơi thôi, nhưng cả hai lối chơi này đều chơi rất tốt ở meta hiện tại mùa giải thứ 34 anh em nhá. Còn bây giờ thì mỡ lên thần thoại đây, hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip sau nha. Peace.